Chào các bạn, tôi là Huỳnh Văn Thanh Quang. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cách làm sao để chúng ta re-up YouTube và Facebook của phần chuyên dụng này. Cái này chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, các anh chị và các bạn sẽ vào cái trình duyệt. Ở đây thì có kênh Huỳnh Văn Thanh Quang. Các bạn nhớ bỏ ra 30 giây ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và click vào phần chuông để cập nhật những video clip mới nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào cái ứng dụng này. Và cái này mình cũng lưu ý đến các bạn. Cái này là do bạn đang bỏ ra cái kinh phí lớn để chúng ta đầu tư. Đầu tư để chúng ta đem lại cái lợi nhuận cho chúng ta về sau ha. Cái này không phải là miễn phí. Cả tôi cũng phải tốn phí nha. Mà tôi chỉ chia sẻ đến các bạn nha. Rồi. Ok. Ở đây thì tôi đăng nhập rồi. Đầu tiên tôi phải tìm được cái IP máy của mình là gì. Và cái ghi chú là cái này là gì. Ghi chú này là thành công, tôi cho các bạn xem trước. Rồi, bây giờ là 32 rồi thì có nghĩa là tầm chút xíu nữa là các bạn sẽ thấy. Thì ở đây tôi sẽ vào cái channel này. Kênh YouTube này. Mở ra tab mới. Và tôi sẽ cho các bạn xem đây. Cứ 1 giờ là cách 50 mấy phút nó sẽ up lên cho chúng ta thế này. Đó, thì nó sẽ ứng dụng này. Đây, đây là cái này là channel, là cái kênh để chúng ta muốn muốn lấy ha. Ví dụ này đi. Kênh này thì nó nói về kiến thức bài học thành công kinh doanh online thì rất là hay, ai cũng có thể tham khảo được ha. Rồi. Ở đây thì làm như thế này đúng không? Cái này là tiêu đề như nó. Ở đây nè các bạn nhớ thêm nè, thêm đầu thêm cuối nè. Thay thế test nè, các bạn có thể lấy theo thứ tự nè, .tt đường dẫn của bạn nè, hay là thay toàn bộ, tự động gắn thêm số tự ở đằng sau nè. Sử dụng cú pháp gì đó bạn có thể thêm ở đây. Thấy không? Rồi ở đây là thêm ở cuối nè. Cấu hình tiêu đề nữa ha, còn mô tả thì các bạn có thể thêm vô gì đó. À, thí dụ là bài học thành công, bài học đó, thành công gì đó, thấy chưa? Thì bạn cứ thêm vô. Rồi đảo tác nè, thấy không? Thêm đảo tác, đảo tác, đó, cái gì bạn làm cũng được. Và cấu hình thumbnail, kích cỡ cứ để mặc định ha. À, còn cái phần giờ này nè, cứ thiết lập mốc giờ tự động thì 60 phút nó sẽ up lên một lần. À, chúng ta không cần đặt cái này, còn nếu ta đặt theo giờ, tôi đặt 11:35. Bây giờ là 11:34 rồi nè, đúng không? Đấy thì cầm 30 giây nữa bắt đầu nó sẽ lại up tiếp. Up tiếp thì nó nằm đâu bạn? Thì đây là đang cấu hình ở trên cái trình duyệt của app trước. Sau khi tạo xong hết rồi thì các bạn click vào cập nhật. Ha. Cập nhật xong rồi đó thì bắt đầu chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ xuống dưới cái phần mềm nè. Đây. Đấy dưới phần này nè, nó đang upload cho tôi nè, thấy không? Các bạn xem là chỉ trong vòng vài giây nữa là bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ chạy tiếp. Đấy, và tôi bắt đầu. À, nãy giờ tôi chưa bắt đầu. Đó là quá trình nó sẽ up lên là như vậy các bạn. Để xem coi nó có up không. Nãy tôi quên bật. Cái này các bạn có thể cắm ở đâu. Các bạn có thể cắm ở trên VPS hay hoặc là trên máy tính đều được ha. Tùy theo là cái chức năng của các bạn hay là máy tính gia lập. Cái nào cũng được. Rồi cái này nó bị qua. Đây thấy không, các bạn thấy không? Fix lỗi nè. Nếu không là nó sẽ tạo đúng giờ là nó chạy. Bây giờ tạm dừng thì tôi hướng dẫn các bạn cấu hình. Còn trên cái phần này mẹ, đầu tiên chúng ta phải vào một lưu kênh. Ví dụ là kênh bài học thành công này đúng không? Thì bạn lưu vô. Đúng không? Lưu cái kênh này là ở đâu? Nó sẽ từ trên đây nè. Đây là từ cái trên này. Ở kênh này nè. Rồi bây giờ tôi có thể tìm ra một cái kênh khác. Ví dụ là kênh công thức thành công. Rồi tôi sẽ tìm cái channel cà phê khởi nghiệp. Đây. Đó, ví dụ là tôi muốn sử dụng video này của kênh này, tôi copy. Tôi sẽ paste vô đây thêm. Rồi. Bây giờ tôi có hai kênh. Đúng không? Ở đây thêm đầu. Đây thế toàn bộ. Đó, thay thế toàn bộ và thì tôi rồi tự nó sẽ thêm vô ha. Đấy. Thay thế toàn bộ nè, tự động gắn thêm để thứ tự. Rồi thêm vào đầu. Rồi mô tả thì tôi sẽ cho thêm lúc nào cũng có thăng là bài thành công. Đánh chữ thường hả các bạn. Rồi. Rồi có hình nó tác.
ta có thể là đảo tác ha. Rồi, cấu hình xong. Ở đây là tầm 11:37 thôi, thì giờ tôi sẽ cấu hình cho 11:40. À, cái mình đang nhớ nha, mình không có để số lẻ nó sẽ không nhận hay gì nè. Mình để là 11:40. Đó. Rồi mình sẽ ở đây cách nhau 1 tiếng thì ở đây nó sẽ tầm là 12:40. Đó. Tôi bỏ này đi. Rồi. Trừ động dịch nè. Rồi mọi người vào log và ở đây tôi sẽ cập nhật cấu hình. Rồi cập nhật cấu hình xong rồi các bạn. Thấy không? Cập nhật cấu hình xong thì tôi phải xuống phần mềm này. Đây. Tôi tắt ra, tôi lại reset lại cái này. Reset ấy cái trình duyệt dưới này. Đó, nó có hai link đẹp. Rồi tôi login. Tôi lưu là 2. Lưu chữ. Lưu thành công. Đó, vậy thành công 2 thấy không? 1 bài 2. Rồi. Khi xong cái này tôi sẽ qua phần cấu hình upload. Tôi up lên đâu? Tôi up lên YouTube. Tôi up lên nào? Tôi up lên Facebook. Và tôi lưu cấu hình. Rồi tôi qua cái phần cấu hình bên đây là danh sách kênh. Đấy, ví dụ cái phần này đi. Thì tôi sẽ cập nhật. Đấy, cập nhật thành công. À, cấu hình lên trên bay. À, cái nào thì chúng ta điền vào đây. Đó, bạn bỏ lên trên bay vào. Thấy chưa? Đó thì tôi sẽ đăng nhập nó bằng Chrome trước này. Đấy, ở đây mình sẽ đăng nhập Gmail vô. Nha bạn. Ở đây thì tôi sẽ đăng nhập là rồi. Password là gì các bạn điền vô. Rồi đây tôi chọn cái nào thì tôi chọn là chùm sĩ. Rồi gắt đi. Ở đây thì Facebook tôi sẽ chọn một cái. Facebook.com ha. À, cái này nó chưa đăng nhập. Đó thì bạn đăng nhập cái Facebook vô thì nó sẽ cập nhật vô ha. Đấy. Cập nhật vô cho chúng ta. Và cái này nè, quá trình như thế này các bạn chỉ cần kéo xuống thôi. Nha. Đó. Kéo xuống thôi là được rồi, chứ đừng có tắt ha, để cho nó chạy. Rồi 41 rồi các bạn, trễ rồi. Tôi phải vào cấu hình lại. Cấu hình lại là ở trên đây nè, cho 45 đi ha, có thời gian. Để đang hướng dẫn cho mọi người. Thì đây tôi phải cấu hình lại là 45. 11:45 à, 50. Nó lấy số chẵn nha, không lấy số lẻ nha các bạn. 50 đi, 10 phút nữa đi. Rồi tôi cập nhật. Đó, sau khi tôi cập nhật thì tôi phải refresh lại ở cái phần dưới phần này nè. Thấy không? Mà tắt thì phải refresh lại là phải vô lại. Đó, nó hiện lên. Mình xem lại nè. Còn cái video clip này nè, ví dụ bạn chọn chọn 10 video clip đi. Thời gian của video clip đó chỉ là dưới 30 phút thôi. Đó, upload là cả thumbnail luôn ha. Rồi. Ở đây mình sẽ xem lại nó cấu hình lại. Tắt mượt lại. Rồi, lục. Rồi xong đây tôi chọn này. Và tôi lại mở lên lại cái Chrome này. Đó, bạn phải nhớ ha, khi mà bị quên thao tác vậy thì chúng ta phải làm lại như thế này. Đó. Còn Facebook thì các bạn đăng nhập vô. Đăng nhập mật khẩu rồi email của mình vô thì nó sẽ đăng lên cả hai luôn, vừa YouTube mà vừa là Facebook nha. Đấy. Đây các bạn. Đấy, ví dụ đây là mình đăng nhập vô rồi đó. Thấy không? Rồi giờ mình thử mở coi mình có cái trang gì. Đây ví dụ trang thích vẻ đẹp. Đó, mình copy cái này. Thấy không? Hồi để cho nó đăng lên đây đúng không? Đó, thì mình vẫn để như thế này. Rồi mình vô là cấu hình linh. Rồi mình tắt nó. Rồi mình mở lên lại coi. Đó, nó có rồi đó, thấy không? Thì from này vẫn để yên vậy nha. Rồi còn 7 phút nữa. Đấy, 7 phút nữa rồi nó sẽ chạy cho các bạn xem ha. Đấy, mình để sẵn hai cái này luôn. Thì nó sẽ tự động vừa render vừa upload lên.
nó sẽ là vừa render vừa upload lên nha các bạn. Rồi các bạn xem nè. Rồi xong hết rồi ha. Giờ mình chỉ cần đợi dưới đây thôi. Bây giờ là mình xong hết rồi thì mình không có tắt cái này nha. Tại bạn tắt cái này là cái này của mình nó tự tắt luôn nè. Rồi bạn xem nha. Cập nhật. Rồi. Mình thử tắt nè. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu re-up. Cẩn thận đi bạn, tắt mở lại lần nữa. Lưu cấu hình lại. Đấy, chúng ta bắt đầu. Đó, bắt đầu re-up. Thì máy nó sẽ chưa chạy, nó sẽ báo nè. Đó, thời gian chờ tới upload nè là còn bao nhiêu giây nữa thì nó sẽ bắt đầu nó upload lên. Thấy chưa? Đấy, đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái ứng dụng này. Và cái này á, chúng ta gọi là cái này á, mình gọi là up nè ha. Này là upload YouTube Facebook giả lập. À, giả lập là up thẳng lên luôn nha. Đấy, up và giả lập là bằng cách đăng nhập vô như thế luôn, nó sẽ up lên luôn. Thấy chưa? Đấy, hệ thống nó sẽ tự chạy. Và đặc biệt hơn là cái hồi những đợt trước á, thì bạn ưa đăng qua là API, đúng không? Nhưng bây giờ cái tính năng này nó không cho nữa, nó không cho đăng nhập qua API nữa, thì chúng ta phải upload bằng giả lập nha. Giả lập thì chúng ta làm bằng cách như vậy. Được chưa? Rồi. Để bạn chờ ha. Nó còn tầm 4 phút để tôi bao lại xíu đi. Để chờ hơi lâu. Ok, mình còn 2 phút ha bạn. 2 phút nữa thì nó sẽ bắt đầu up lên một cái thì là Facebook và một cái là YouTube cho chúng ta luôn. Để mình làm để cho bạn thấy luôn nha, quá trình cài và chạy luôn ha. Để bạn làm cho chắc. Và đặc biệt hơn, những anh chị nào mà muốn sở hữu cái phần mềm này thì có thể liên lạc qua phần inbox ở dưới mình ha. Để mình tư vấn cho bạn dùng cái ứng dụng Reup YouTube và Facebook để chúng ta nuôi công việc lâu dài nha. Cái này là chúng ta phải đầu tư nha, cái này không phải là phần miễn phí đâu nha. Cái chính mình cũng phải là đầu tư chứ không phải là miễn phí. Đấy, nhưng bạn nào mà vẫn còn ưa chuộng cái chiều hướng này thì chúng ta cứ mạnh dạn đầu tư. Rồi. Còn một phút cuối cùng. Một phút cuối cùng bạn cũng có thể chờ, và trong một phút đó thì bạn cứ nhớ lại ha. Lưu kênh lại nè. Là sau khi lưu kênh lại á, thì chúng ta sẽ làm gì? Xíu này cấu hình dưới đây. Cấu hình này là lưu kênh lại nè. Sau khi lưu kênh lại xong á, thì các bạn lại qua phần danh sách kênh. Qua danh sách kênh rồi mình sẽ cấu hình và mình chọn cái kênh nào để chúng ta việc là Reu. Ha, mình cũng hạn chế nói chữ Reu nè, Reu, mình nói Reu thôi. Reu ha. Đấy, thì để tiếp tục sau khi cấu hình xong thì chúng ta phải ra đây, chúng ta đăng nhập vào một cái là YouTube và một cái là Facebook để chúng ta chọn một cái kênh nào đó để chúng ta đăng lên. Và bên Facebook thì chúng ta chọn một cái fanpage. Chọn fanpage thì đâu, nó sẽ nằm trong phần cấu hình này ha. Và sau khi hết thì bạn qua phần cấu hình upload, rồi chúng ta sẽ tích vô là YouTube và Facebook thì nó sẽ up lần cả hai. Đấy, rồi sau đó chúng ta đích vào bắt đầu. Được chưa? À, nhưng cái này mình đang hướng dẫn trên máy tính. Nếu mà quý vị mà muốn cấm á, thì chúng ta một là có chúng ta sẽ sử dụng trên gì? Một là chúng ta sử dụng trên là máy tính não. Còn hai á, là VPS. Đó, cái này là mình cấm cho nó tự động chạy nguyên cả ngày cũng được ha bạn. Ok, như vậy là chúng ta còn có tầm 20 giây nữa thì bạn sẽ thấy nó bắt đầu tiến trình nó chạy như thế nào ha. Đến những giây phút hồi hộp này thì cũng rất là hồi hộp ha, để chúng ta xem công việc nó làm nó tự động như thế nào ha. Còn lần nữa mình sẽ nhắc lại, cái này là chúng ta phải đầu tư nha. Đấy, kinh phí như thế nào các bạn có thể liên hệ qua số phone ở dưới hay hoặc là liên hệ qua email của mình để mình cập nhật, gửi số điện thoại qua email để mình tiện liên lạc với lại các bạn nha. Rồi, 51 rồi. Các bạn qua đây xem coi sao. Trên server Platinum. Đã tính giờ đó.
1:50 rồi các bạn. Trạng thái 11:50. Nãy mình cập nhật chưa ta? Nhưng mình chưa cập nhật thì phải. Rồi rồi, ok. Mình sẽ cho lên 55 thử nha. Hình như chưa cập nhật các bạn ơi. Ảo quá. Rồi. Như vậy thì nó mới cập nhật. Và mình xuống mình refresh lại cái dưới đây một cái các bạn. Refresh thì này nó sẽ mất. Rồi nó trở lại như cũ ha. Ở đây mình sẽ là 10 clip, ở đây là dưới 30 phút. Rồi lưu kênh lại, em sẽ chọn kênh này. Rồi yes, lưu chữ kênh thứ 2. Rồi và phần danh sách kênh mình chọn là bài học 2 nè. Rồi mình chọn rồi ok. Mở Chrome lên. Mình sẽ tắt đi. Tắt luôn rồi mình sẽ mở Chrome lên. Ở đâu rồi? Chết rồi, đã xóa rồi. Đây, mình sẽ mở lên này. Rồi, lưu kênh. Yes. Ok, bước 1 xong. Danh sách chọn mở Chrome lên. Rồi nó tự đăng nhập lại. Rồi Facebook. Rồi xong để đó. Rồi tiếp tục cập nhật. Rồi tắt upload 54 mà còn có 1 phút. Tắt mở lưu lại cấu hình. Bắt đầu. Ôi trời, nó chỉ còn có 1 phút các bạn. Thường cái số lẻ này thì nó cái server nó sẽ không nhận. Tại mình muốn làm để cho bạn thấy luôn quá trình nó chạy ha. Rồi còn quá trình các bạn làm thì nên là để số chẵn nha, số tròn. Luôn luôn là số tròn chứ đừng để số lẻ. Rồi mình muốn test để cho nó chạy để các bạn thấy thôi. Vô lên, mấy giây nữa. Bắt đầu. Chạy, đó, ok không? Thấy chưa các bạn? Đúng thời gian là nó sẽ chạy, thấy không? Rồi đó, nó sẽ chọn cái kênh đó và bài học thứ hai đó, khởi nghiệp đó, bài học thành công đó, bắt đầu đi up, đăng tải video không đó, quá trình nó đang chạy các bạn. Đăng tải video rồi đang up video đó, thấy không, nó tự đăng nhập vô lại, tự nó làm, tự thao tác và bạn có quá trình nó upload luôn nè. Đó, thấy chưa? Sau khi nó cắt xong thì đó, bài học thành công 1. Đấy, mang ánh sáng, thay đổi, tắt. Đó bạn. Rồi xong nè, xong cái này các bạn sẽ nhìn thấy nó chuyển qua bên Facebook luôn nè cho bạn xem. Phải nói nó rất là tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta sẽ giảm tối thiểu thời gian. Nếu mà những anh chị nào làm xây dựng kênh mới hay là nhiều kênh mới để chúng ta làm những cái việc để có sự tương tác và có sub, có view theo chủ đề đang hot thì cái cách này là cách rất là tuyệt vời, vẫn còn ứng dụng được nha các bạn. Nhưng mà chúng ta phải chịu khó bỏ một cái mức phí hợp lý để chúng ta có được cái ứng dụng này và nó tự làm việc cho các bạn. Đầu tư lâu dài nha, cái này là những công việc chúng ta phải đầu tư chứ này không phải là miễn phí. Mình sẽ nhắc lại như vậy. Đấy, nếu anh chị nào muốn sở hữu cái này thì hãy liên hệ ở dưới phần mô tả của mình nha. 47 giây. Cũng may là video clip này nó ngắn đó các bạn nha. Video này nó mà dài là cũng thua luôn á ha. Đấy. Bài học thành công là cái này là đó, giờ qua bên đây. Đấy, bạn thấy không? Nó tự up lên. Đấy, thay đổi hình ảnh, nó tự chọn luôn, nó tự làm luôn các bạn ha. Đấy, đó, nó đang upload nè, thấy không? Đây,
upload cái video lên luôn. Và đặc biệt là khi bạn làm này, bạn phải tìm được cái kênh và cái đối với lại những cái hình thức nào mà bản quyền nó rất là ít để nó không có đánh lên cái trang của mình nha, chứ bạn mà lấy chủ đề phim rồi thì rất nguy hiểm. Rồi nó báo là upload lên Facebook ha. Loki là bị video là Western menu rom bị báo lỗi, YouTube thì thành công, còn Facebook thì bị lỗi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử kiểm tra lại bằng cách sẽ vào lại cái phần mình tạm dừng ha. Tạm dừng nè, mình vào danh sách kênh, mở rom lên vì to rồi đó, mình sẽ xem thử coi. YouTube thì up lên là ok rồi đó ha. Nãy là chùm sỉ mà ở đây. Đây các bạn thấy không? Đấy, nó có video clip rồi đó. Public bài học thành công ha, bài học thành công 1. Public là thành công rồi ha, không bị bản quyền. Không bị gì hết thì mình thấy là ok ha. Đấy, bài học thành công 12 quy tắc ha. Đấy, mình cho cái này. Đó, mình muốn chọn lại, mình chọn, mình chỉnh sửa bằng tay cũng được. Còn bên cái này thì mình vô phần thích dày nó sẽ không có, tại nó báo lỗi thôi. Vậy nó sẽ không up lên được. Đó, đơn giản là vậy thôi. Nha, còn cái trên Facebook này thì mình sẽ up lên một clip khác cho bạn ha. Vì sao nó không được. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video clip chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nha. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận những video clip mới, chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nha. Dưới đây là những video clip hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình chữ nhật phía dưới để xem video clip nha. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ và chúc các bạn thành công. Chào các bạn.